Tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức trình diễn nghi thức rước rể của người Ê Đê. Đây là một trong các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Theo phong tục mẫu hệ của người Ê Đê, con gái khi lớn lên được đi hỏi chồng, nhà trai được quyền thách cưới. Nghi thức rước rể của người Ê Đê được diễn ra theo thứ tự. Đoàn rước rể từ nhà trai trên đường di chuyển về nhà gái sẽ gặp nhiều chướng ngại vật và người Ê Đê quan niệm càng vượt qua nhiều chướng ngại vật thì hôn nhân sẽ bền lâu. Sau khi đã về đến nhà gái, đại diện hai bên gia đình sẽ nói chuyện và nhà gái trả đủ các lễ vật mà nhà trai đã thách cưới. Sau đó xin phép được rước rể. Nghi lễ được thực hiện với 7 ché rượu cần và một con heo. Hai vợ chồng trẻ cầm cần rượu được trao vòng đồng cùng những lời dặn dò, chúc phúc từ người thân trong gia đình. Sau đó lần lượt, người thân trong gia đình tặng quà và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Việc trình diễn nghi thức rước rể nhằm giữ gìn phong tục truyền thống và tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến tìm hiểu, thưởng thức văn hóa của người Ê Đê.